Ngày hôm qua cũng là một ngày tuyệt vời đối với mình, mà nhất là những kiến thức mà thầy trao cho mình về kiến thức sale ấy. Tại mình bên kỹ thuật thì rất nhiều kiến thức thầy trao cũng là rất tuyệt vời cho mình ngày hôm qua. Thì cũng thế, bây giờ mình cũng xin nói hai cái điểm mà mình tâm đắc nhất là mình đã áp dụng mà trong sáng sớm ngày hôm nay các bạn vừa nhận tờ giấy đấy, là mình đã áp dụng ngay. Đó thứ nhất là chính là về ở trên lớp là gặp thầy và thầy nói rằng bây giờ mọi cái là mình phải quan tâm đến khách hàng đó. Thì tất cả những cái như mình ở trong cái mình ghi bắt đầu thiết kế mẫu mã, màu sắc, kích thước, là tất cả mọi cái đều là do mình nghĩ là khách hàng thích như vậy, là mình làm đều theo cái ý kiến chủ quan của mình. Nhưng mà sau khi nghe thầy nói xong đấy thì bảo sao từ trước nay mình làm kinh doanh bao nhiêu năm rồi mà chưa lần nào mình làm tờ khảo sát khách hàng, chưa lần nào đặt khách hàng lên đầu tiên. Tôi làm sản phẩm không phải do tôi mà do khách hàng yêu cầu đó. Thì cái đấy rất tuyệt vời, hôm qua là học được từ thầy là ở trên lớp, nó có trên lớp. Còn các cái ở trên lớp nữa em sẽ không nói nữa, tại vì những cái điều đó thì là các bạn cũng đã biết rồi. Và cái thứ hai đó chính là ở ngoài lớp, tức là sau khi kết thúc buổi học là tối qua hơn 9 giờ là em ấy là cũng gặp một số anh trong lớp sau khi kết thúc lớp học, và mấy anh em cũng ra ngoài kia ngồi uống nước nói chuyện. Thì lúc đó thì em được gặp anh An với cả mấy bạn nữa. Thì trong cuộc nói chuyện tự nhiên mấy anh em ngồi chia sẻ, tự nhiên anh An đưa cho em một cái ý tưởng em thấy rất tuyệt vời. Đó là khi em xây dựng cái thương hiệu sản phẩm của em á, thì em, tại vì tên em là tên là Dương, vợ em là tên là Hạnh, là em đăng ký thương hiệu, tức là đăng ký công ty á, là công ty Hazu Hạnh Dương. Thì khi mà em đặt tên thương hiệu của em là thịt châu khô, thì em lại cố gắn tên cái tên thương hiệu của mình vào là thịt châu khô đặc sản Việt Hazu. Thì tự nhiên anh An nhìn vào, anh An bảo ôi thế chú đặt tên này thế không được rồi. Đúng. Tại vì đấy là tên thương hiệu sản phẩm, thì không nhất thiết phải cố cái đặt cái tên Hazu vào. Tại khi nói Hazu thì người ta đâu biết là Hazu là ai đâu, đâu biết là cái gì đâu. Đó. Vì vậy là anh ấy gợi ý bảo thế sao mà chú đã là đi theo con đường là các đặc sản Tây Bắc, vì sao khi không đặt tên một cái tên gì Tây Bắc một chút, như ví dụ như là đặc sản thịt châu khô Tây Bắc A Xin, A Phủ, hay cái nghe tên gì đó nó nghe tên người ta nghĩ ngay đến cái Tây Bắc. Thì đó là rất tuyệt vời. Và cái đấy cũng hơi ứng với cả khi cái câu chuyện thầy nói là những người mà đưa ra đến thành công và giàu có là những người bạn kinh doanh, những người bạn, chứ không phải những người bạn mà ở đối khố với ta. Thì cái đấy em thấy rất tuyệt vời, là cả bài học trong lớp đối với thầy và cả bài học khi gặp anh An với các bạn ở ngoài cuộc sống. Thì em nghĩ là cái điều đó em muốn chia sẻ với mọi người, là mọi người ngoài học trên lớp thì những cái cuộc giao lưu khi gặp gỡ bạn bè đó là một điều rất tuyệt vời, khi mình có thể học hỏi được từ người này người kia. Và em xin hết. Có làm thì nó mới có chuyển biến gì đó, và có làm thì chúng ta mới có điều chỉnh. Nếu không làm thì mọi thứ nước đi hết. Hãy hành động một cái gì đó trên công việc kinh doanh của mình, dù nó rất là ngớ ngẩn thì đó cũng là hành động, nó đang phản hồi cho chúng ta một cái gì đó. Cái khả năng hành động của bạn rất là tuyệt vời, và bạn vẫn cứ giữ được cái năng lượng này trong những năm tháng sắp tới. Trong những ngày tháng sắp tới bạn sẽ xuống thu học, bạn sẽ nhận được những cái kết quả mà rất nhiều người khác chỉ ngồi đó họ mơ. Các bạn chúng ta điều này chưa? Cái người khôn ngoan là phải biết cách biến mục tiêu thành hành động, biến ước mơ thành mục tiêu, và biến ước mơ mục tiêu thành hành động. Cái người thất bại là họ biến mọi mục tiêu thành ước mơ. Có gì đơn giản họ không hành động nên cái mục tiêu đó nó thành gì? Ước mơ. Các bạn hình dung cái này nó ngược nhau vậy đó. Rất là tuyệt vời. Sáng nay thấy cái tờ giấy bạn bằng khảo sát mình, cái hình ảnh của bạn Dương sáng nay cũng là hình ảnh mà
nó giúp cho các bạn có một cái bài học gì đó. Chúng ta cần phải gì ạ? Hành động đi. Chúng ta cần phải làm đi. Và cần phải dứt khoát trong cái tư duy của mình. Đừng có hẹn ngày mai, ngày mốt nha. Rất là tuyệt vời, cho bạn giơ một đạo tay nữa đi các bạn. Đó, các bạn, đó là một bài học mà bạn học được ngày hôm qua đó là gì ạ? Mời em ạ. Em giới thiệu tên mình. Chào các anh chị và các bạn, mình tên là Thông, mình đến từ Cần Thơ. Thì hôm qua em có một số bài học tâm đắc. Thứ nhất là cách kể chuyện. Là thường thường em học những cái gì động lại của thầy nhất đó, em luôn nhớ những câu chuyện. Em nhiều lúc em sẽ quên những cái công thức hay là những cái trải nghiệm, nhưng mà những cái câu chuyện của thầy luôn luôn đi theo em và em nhớ nó và em áp dụng nó dễ hơn. Thứ nhất, thứ hai là khi cách mình bán hàng á, cách tốt nhất nên hỏi khách hàng. Và khách hàng sẽ là người chỉ mình cách bán hàng cho người đó. Đúng rồi. Và cách và cái thứ ba của em á là sale với giá trị một cái tinh thần chiến thắng. Dạ. Là khi mình làm một gì đó, mình lên trên tâm thế á, là người chiến thắng và người nắm thế chủ động. Lúc đó mình sẽ dễ hơn. Dạ, cái đó có ba điều của em. Mình xin cảm ơn. Rất là tuyệt vời. Cho tham gia tay đấy. Một bạn chia sẻ cái bài học cả một ngày hôm qua bạn học được là gì ạ? Cái bài học mà bạn tóm được, cái bạn ra về bạn ứng dụng nó cho cái cuộc sống đó là gì ạ? Mời em ạ. Dạ, bài học em học được đó là mình phải cam kết với chính mình. Và khi cam kết thì phải thực hiện cho bằng được. Cái thứ bài học thứ hai á là mình phải có cái để bán cho khách hàng. Nếu mình không còn cái gì bán cho khách hàng và mình đã hết giá trị với khách hàng rồi. Hai bài đó là hai bài học mà em tâm đắc nhất. Luôn luôn có cái để bán đúng không? Luôn luôn có cái để bán cho khách hàng. Rất là tuyệt vời. Ok, cho bạn nào có tay chụp lại đi ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mời cái bài học của em học được là gì ạ? Dạ, ở đây thì các anh chị chia sẻ rất nhiều. Riêng ngày hôm qua em học một bài học là về cái đặc điểm khác biệt nào đó mà người khác có thể nhận ra mình liền. Và em lập tức em đăng lên Facebook và nhận được hơn 200 cái lời bình luận lại là họ cho em một cái đặc điểm rất là rõ ràng là có thể nhìn ra em là bảo 200 đúng đồng tiền. Và là mình biết sau này mỗi lần mình nói chuyện, mỗi lần mình giới thiệu với người ta hoặc là mình một cái biệt danh nào đó mình sẽ gắn liền với nó để họ nhớ mình. Ok, rất là tuyệt vời. Ok. Chị cảm ơn năm trăm anh em Facebook giúp mình cả. Ok. Anh em trên Facebook nó rất là nhiệt tình, em nó giúp mấy cái vụ đó. Ok quá. Đưa một cái tấm hình cái mặt mình lên là anh em soi mói giải phẫu giùm mình cái. Ok, anh em hù mình cái đi. Nó vô nó quậy quá. Là mấy đúng không? Có mấy trăm anh em trên Facebook mà lo gì. Ok bạn. Nó sẵn sàng đó. Nó sẵn sàng để giúp cho ta rất là nhiều thứ. Một bài học khác mà bạn học được đó là gì ạ? Bài học qua mà bạn chụp được bằng mắt được đó là cái gì ạ? Mời anh ạ. Các bạn cho anh Sơn nào có tay từ lớn. Năng lượng chào thầy, chào các bạn. Mình tên Sơn. Thì cái bài học mà mình hôm qua mình rút ra được á, đối với mình á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn thế này. Tức là cái bài luyện song đấu mà thầy nói á, thì đối với mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều rồi. Chứ mình không phải là những các bạn, cái đó mình nói thật, nhiều bạn còn trẻ. Thì mình, các bạn mình rút ra thế này này. Tại sao người ta nên đài người ta đánh nhau mà cái bên kia đấm bên này đỡ được? Thì tại vì là nó đã luyện rồi. Chứ nếu không mới gọi lên đài đấu thì tâm lý mình hoang mang thì vào nó rớt cái chết liền. Cho nên là khi nếu các bạn không luyện, ngay bản thân mình vậy thôi, nếu mình mà chưa có được trải nghiệm, chưa có bị va chạm, mình gặp một cái đối tượng khách hàng nào đó nó giật mình vài cái là mình bối rối rồi, mình đâu có giải quyết được. Thế thực sự là mình thấy cái bài đó là một cái bài từ trước giờ mình cũng đã luyện nhân viên của mình, nhưng mà mình không có luyện tới đâu cả. Nhưng mà sau này nếu như sau vậy bài này mình luyện với nó xong đấu với mình đảm bảo là nhân viên của mình nó gặp một đối tượng khách hàng như mình nó sẽ xử lý được. Đấy là một cái bài học mà mình rút ra được ngày hôm qua. Thế xin chúc. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có 15 phút để luyện đã, rồi làm vậy nè. Ok, ơi, 15 phút để luyện đã. Văn ngôn võ luyện mà. Chúng ta luyện một lúc là chúng ta phản xạ tốt. Ok chưa? Từ chỗ kêu gì cũng xử lý được. Mà xử lý rất là ngọt. Gì cũng cực.
chúng ta luyện với nhiều người, mỗi người họ có một cái cách gì từ chối và bắt bẻ khác nhau, và nhiều dạng người đó. Ok, cái dạng người thì họ dễ tính. Các bạn luyện với ông Đức này, ông Đức mà ông bắt bẻ các bạn thì lên bờ xuống ruộng luôn. Ví dụ hay ok các bạn. Ông bởi vì ông là người si nặng. Ok chưa? Mà mấy si nặng nó bắt bẻ hay lắm. Các bạn cực hay. Là sao, trưa nay đi ăn cơm với ông. Ok chưa? Rồi ăn cơm ông rồi để ông bắt bẻ, tại mấy si nặng nó hay lắm. Nó hỏi những câu hỏi kỳ lạ lắm. Ok các bạn. Ok chưa? Nó là các bạn phải tìm mấy cái ông si để các bạn bắt bẻ, tìm mấy cái ông đi bắt bẻ. Mấy ông đi nó bắt bẻ kiểu khác, mấy ông si bắt bẻ kiểu khác, mấy ông ép nó bắt bẻ kiểu khác. Các bạn nhận ra điều này, mỗi thằng nó có một cách bắt bẻ. Ok các bạn ơi. Okay. Còn thằng A thì thường thì nó có bắt bẻ. Nó mua hết, ngon dở nó mua hết. Ok các bạn. Ok các bạn, nó mua về rồi nó hối hận thôi. Ok. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn sẵn sàng đi tiếp chưa? Sẵn sàng. Tay cao lên. Xoay qua người bên cạnh chúng tôi, sẵn sàng đi tiếp. Năng lượng đâu cho cao lên, xoay qua những người bạn của mình, chia sẻ bài rút tiền thôi. Rồi. Bài học hồi sáng giờ bạn học được là gì? Mời một bạn lên chia sẻ. Sáng giờ bài học được bài gì? Mời bạn à. Bạn cho bạn đứt ra bao tay tiền lớn đi à, lớn lên. Cảm ơn bạn lắm đó. Thì buổi học từ đầu ngày hôm qua tới giờ thì mình có tổng ít tổng hợp lại cái ví dụ của mình để mình dễ nhớ, thì có nghĩa là bài học có nghĩa là giá cả nó phản ánh giá trị. Do đó nếu mình không biết rõ giá trị thì giá cả chỉ là con số. Mình phải mình làm bán hàng với khách hàng là mình phải xem khách hàng như người thân, chia sẻ cụ thể giá trị khác biệt của sản phẩm mình bằng những cái câu hỏi tìm hiểu khách hàng với năng lượng cao nhất, rồi ngôn ngữ câu chuyện để phục vụ cái lợi ích ẩn sâu bên trong khách hàng, và làm và phải cam kết chất lượng. Yeah. Okay. Một bài học là gì? Mời bạn à. Bài học tâm đắc của mình từ hôm qua đến nay là cái mình trả cái chi phí mua khách hàng mới rất cao, mình phải biết quý trọng nó. Tại vì khi mà mình mới thành lập doanh nghiệp của mình thì mình phải từng ngày mình mong khách hàng đến, và khi tới bây giờ thì mình phải bỏ công sức ra, mình làm những cái tờ brochure, những cái mình thức đêm đưa những cái ý kiến, những ý tưởng mình ra để làm những cái brochure đó để kéo khách hàng về, nên là mình phải chi phí rất là lớn. Còn nếu mà mình làm tốt, mình biết chăm sóc khách hàng thì những cái người khách cũ của mình sẽ giới thiệu những khách mới cho mình biết chăm sóc nó thì sẽ đem lại cái giá trị rất cao. Và cái thứ hai là thầy đi ăn về đây là cách 3 tuần khoảng này. Rồi khi đó mình gặp thầy nói chuyện thầy thì cảm giác là thầy rất mệt, nhưng mà khi đứng lên lớp thầy rất là năng lượng, là mình cũng năng lượng theo. Thực sự mình về cảm giác là khi mà mình đi nước ngoài về, cái thời gian đó, cái quỹ sinh học, cái thời gian về sinh học của mình nó bị thay đổi. Thay đổi nên là mình cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng mà khi mà thầy đứng lớp là thầy quên hết mọi mệt nhọc đó đi, là để truyền đạt lại tất cả kiến thức của thầy cho các bạn. Và mình cũng đã từng đi Mỹ, mình cũng hay đi Mỹ. Là về khi mà mình trở về, mình nghỉ một tuần, hai tuần lễ mình mới bắt đầu làm việc lại. Nhưng mà khi thấy thầy mệt mỏi nhưng mà thầy vẫn đứng lớp, thầy truyền đạt những kiến thức, nên là em rất là phục cái năng lượng của thầy truyền cho. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Hoàng Trúc rất là nhiều. Tức là hổng rầy là em xây dựng cái doanh nghiệp em từ chính nóc.
qua hồi trưa nay thì em mới nhận một điều là mình sai á thầy. Một xây cái nhà mà xây từ trên nóc thì không bao giờ nó vững được, mà đó là xây dựng từ cái móng. Tức là em bán hàng cho đại lý á thầy, em toàn đưa cái lợi nhuận cho ta rất cao. Đó là cái nóc. Đó là cái duy nhất mà em thấy là nó là cốt lõi. Cốt lõi. Bạn nhận ra là tốt rồi. Khi mà bạn nhận ra thì bạn sẽ có thay đổi. Dạ. Em đã và đang thay đổi thầy. Rồi, các bạn em đã có thay đổi. Muốn thay đổi thì bước đầu tiên là chúng ta phải nhận ra. Người nào không nhận ra thì chúng ta không thay đổi được. Muốn thay đổi bất kỳ cái việc gì, bạn đang nóng tính, bạn muốn bỏ đi cái nóng tính, bước đầu tiên là chúng ta phải gì? Nhận ra ta đang nóng tính. À, rồi cái lúc mà đang nóng tính thì cũng giật mình đang nóng tính, nó phải từng bước như vậy nó mới thay đổi được. Không phải là về là tự nhiên chúng ta bỏ được, không phải là về là chúng ta thay đổi được. Bước đầu tiên là chúng ta nhận ra và chúng ta vẫn cứ làm cái việc cũ đó, mà trên cái hành trình làm việc cũ đó chúng ta nhận ra là chúng ta đang gì, đang làm cái việc không chuẩn đó. Từ 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 bắt đầu theo đâu khác nó thay rồi, thay đổi một số một điều nữa. Rồi một bài học sáng nay bạn học được đó là cái gì? Mời bạn Phượng đến từ Tây Ninh đi ạ. Các bạn cho bạn Phượng đều có tay tiền lớn. Dạ thưa thầy, cái bài học sáng nay từ qua giờ mà em tâm đắc nhất là cái bài về thương hiệu á. Tới cái lúc mà thầy nói cái phần số 3 mà mua để làm nhiên liệu á, là mới thấm ra, là nó mới vỡ òa lên, chứ còn trước đó là chưa có thấm. Có nghĩa là hồi sáng là thầy đem mấy cái túi thầy đeo lên thì mình cũng thấy là rất là nhiều cái túi, thậm chí cái túi kia nó còn to hơn, nó có 200 ngàn. Nhưng mà cái túi của chị kia rất là nhỏ, chỉ có thương hiệu thôi mà nó đến 15 triệu. Lúc đó nó cũng ngồ ngộ nhận ra, nhưng mà cũng không phải. Nhưng mà đến lúc mà hỏi thầy cái câu là nếu mà người ta mua cái nhiên liệu của mình, người ta về người ta cạnh tranh ngược lại với mình thì sao, thì lúc đó thầy nói là mới thấm rất là nhiều. Thật ra là cũng chung một nguồn thôi, ai mà làm thương hiệu và marketing tốt thì người đó thích. Quan trọng là khâu đó chứ không phải là cái khâu sản phẩm. Bắt đầu thấp rồi đó đúng không? Thấp một cái nhanh dùng cái gì ạ? Cái đầu. Ok chưa? Các bạn nào có tay tiền lớn đi ạ. Ở đây rất là tuyệt vời. Chúng tôi phải ngộ ra. Vâng, mời em ạ. Bài học mà em nhận được là gì ạ? Dạ, em là Nguyễn Đình Phong, em hiện tại đang kinh doanh mấy hàng. Thì bài học em nhận được đó là thực sự là trước giờ đó tụi em cũng là nhân viên sale. Dạ thì trước giờ công ty em bán theo kiểu là nhập hàng về một nồi rồi bán cho đại lý trước, mà khi đó chưa test khách hàng. Nên là khi mà bán dồn dập cho đại lý, mà đại lý thì người ta họ cái khách hàng người ta chưa biết cái sản phẩm mình, và cứ đẩy vô cho họ bán được, cuối cùng họ trả về hàng nhiều. Và một phần cái công nữa nó nhiều nữa. Nên là tụi em đang đuối chỗ đó. Thì hiện tại em nghĩ là nên là bán cái kiểu là mình vô những phân xưởng trực tiếp mình chào họ trước, và họ xài, họ đem lại cái cảm nhận. Và tụi em phải làm, hiện tại tụi em chưa làm marketing online. Thì sự mà nói, nếu mà tụi em mà đẩy mạnh cái marketing online này, thì sự là bên em sẽ rất hiệu quả. Nhưng là vô mấy hàng em đúng là có chất lượng, mà nhưng không ai biết cái chất lượng em như thế nào. Nên là tụi em cứ đẩy cho đại lý biết, cứ dồn vô mấy hàng rồi anh bán giúp em. Mà trong khi đó, ví dụ là ở Đắk Lắk thì có một cửa hàng đó là hàng trăm cái khách hàng như em này, ở cái nhà phân phối như em này, là vô chào bả làm trong khu vực đó, cứ đưa bả chị bán đi, năng nỉ chị bán đi, mà cuối cùng là bà kia đưa đây rồi cuối cùng bả bán xong bả không đưa tiền. Mà không đúng, năng nỉ bả đưa tiền bả không chịu đứng. Nhiều vấn đề. Mình đưa cho bà bán luôn, bà kiếm tiền bỏ túi rồi đó, bà bán xong rồi bà mua tiền. Mà cũng mang ghia dính quá tay hết, nhiều lắm. Đó em cũng rút ra bài học là bán cho người dùng trước đây là làm marketing tốt. Đúng rồi. Thì khi đó là họ sẽ lệ thuộc vào mình. Mình không có lệ thuộc vào họ, đừng có để mình lệ thuộc vào những cái đại lý. Mình phải tự thân vận động. Đúng rồi, cái gốc của mình nhận. Ok, rất là tuyệt vời, các bạn nào có gì đó. Học sáng nay bạn học được là gì? Học sáng nay bạn học được gì? Bạn sơ à?
Thưa thầy, chào các bạn. Mình tên Sơn, mình là Sơn ở gạo Mỹ Tho. Sơn gạo Mỹ Tho. Chính xác là như thế, thì mình kinh doanh gạo cũng 18 năm rồi. Hôm nay bật mí các bạn là mình là Sơn gạo nha, cho dễ nhớ. Mới nha. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn này, bài học sáng nay á mà thầy truyền cho mình á, thì từ xưa đến giờ mình lính của mình nó bán hàng nó không chốt được. Đấy. Thế mà giá lên hoặc là điều chỉnh giá là khách hàng gọi tới là nó không thể nào mà chốt hàng được. Thế mình về mình cứ chửi nó ngu. Mấy thằng nó ngu. Mình bảo đưa đây. Ai? Mình hỏi là ai? Ai khách hàng nào đưa đây, mình lấy số điện thoại. Mình bốc lên mình nói chuyện. Thì mình bán được ngay và bán giá cao lên mình vẫn bán được. Nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao là mình bán được. Đấy, tại vì mình nghĩ đến bây giờ thì mình mới nghĩ là do cái quá trình trải nghiệm, do cái quá trình là xử lý, là do mình đã chiến nhiều rồi, mình tự mình rút ra một cái bản năng là phản xạ như vậy thôi đối với khách hàng thôi. Thì khi mình học cái bài này, khi khách hàng nói về giá thì mình đừng có nói đến giá. Thì mình mới ngộ là mình có công thức này thì mình dạy nhân viên của mình đảm bảo là ok. Đấy, thì mình truyền tải được, còn mình ngày xưa mình dạy nó không có hiểu. Cho nên là mình cứ về mình cứ loay hoài mình bảo mình dạy hoài mà nó không hiểu. Rồi mình cứ chửi sau mà chúng mình ngu quá. Thì mình cứ nghĩ là tại vì là mình có kinh nghiệm rồi, mình nắm được tâm lý khách hàng rồi, mình biết thuyết phục họ này nọ, cho nên là mình cầm lên là mình giải quyết được. Còn đến khi mà mình giao cho các vị ở nhà mình đi thì các vị không giải quyết được. Đấy, hôm nay thì mình học bài này thì mình nghĩ là rất đơn giản. Mình về mình cứ cái công thức này mình bảo đây, mày cứ vậy, khách hàng gọi tới mày cứ phải giải thích về sản phẩm trước, đừng nói chuyện giá sau đó rồi mày hãng chốt giá thì đảm bảo là ok. Đào tạo vậy cũng được luôn. Bước 1, tức là với nhân viên các bạn mới đào tạo, bước 1 thiết kế ra và bắt họ học thuộc vậy. Bước 2 nói như vậy, bước 3 nói như vậy, bắt đầu lâu anh test lại rồi đã đúng rồi nè. Nhân viên nó khác mình, họ không có phản xạ tự nhiên vô như mình. Anh tập phản xạ có điều kiện, anh tập cho họ phản xạ có điều kiện trước. Bắt đầu nó phản xạ được, anh có điều kiện được, anh có hỏi cái bà nó nói hồi bắt đầu nó mất, nó tự động nó tu luôn. Chứ còn anh nói là tụi mày cứ nói như vậy nè, tụi mày cứ nói như vậy nè, rồi nó cũng hảo được luôn. Cảm ơn thầy. Như tối nay mình có chốt ra đó, mình có chốt luôn là với như vậy thì nói như thế nào, với như vậy thì nói là tối nay có chốt. Tuy nhiên cái kinh nghiệm đó là phải soạn sẵn rồi bắt nó học thuộc. Học thuộc rồi các bạn hình dung ra này y như cái rồ xua mà đưa cho bạn á, người ta đã sợ gì sẵn nói đúng y vậy á. Rồi khi mà họ nói như vậy, họ nói nhuyễn rồi thì tự nhiên họ như thế nào, họ nói họ phải sợ, họ nói rộng ra. Các bạn hình dung ra được không ạ? Ok chưa bạn ơi? Okay. Rồi bài học sáng nay bài học được là gì? Bài học sáng nay bài học được là gì? Rất là nhiều bài học. Bài học được đó là bài học gì? Em sáng nay em học được bài học gì? Dạ, em cảm thấy sáng nay em học được bài học đó là dù mình học rất là nhiều, dù mình biết công thức, những phương pháp, tất cả mọi thứ ở trên lý thuyết mình đều biết hết, tại vì mình không luyện tập, mình không tự tạo cái môi trường cho mình để mình luyện tập, có thể là giờ bây giờ mình biết mình có cái yếu điểm đó thì mình lao ra ngoài đường đi, lao đi bán hàng rong đi. Thì bây giờ cái đó nó mới hình thành nên cái con người của mình, để cái đó nó thuộc về mình. Đúng. Còn nếu mà chỉ trên giấy trên bảng thôi thì cái đó là của thầy. Đúng. Dạ. Sắp tới như thế nào? Em thu xếp công việc vào tháng 12 em sẽ đi bán hàng rong với đội bên rồi. Anh Lộc. Đúng rồi. Ok rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn đang tới cái đó. Ok. Chú, sáng giờ chú học được vào gì? Bán hàng là mình phải thật năng lượng, phải tinh thần chiến thắng. Cho nên khi đó mình dù rằng mình nói chuyện qua điện thoại nhưng khách hàng có thể cảm nhận được cái ngôn ngữ cơ thể của mình và có một cái ngữ điệu là khách hàng có thể biết được và tiếp nhận được những cái năng lượng đó. Cho nên mình phải chú ý khi mình nói chuyện là mình nói bằng tất cả các ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Còn bài học nào nữa chú? Để không có mấy bạn nói mình cũng nói rất là cảm ơn các bạn cho chú đàn tay lớn lên.
là gì? Dạ, xin chào các bạn, mình tên là Giang Đi nha. Cái bài học mình học á, trong kinh doanh đó là mình phải thật nhẫn tâm. Thật nhẫn và tâm thì mình có cái đó để cho mình giữ cái triết lý kinh doanh của mình nó theo suốt được, nó khỏi có chỉnh con đường đó. Trung thực và kiên nhẫn và có cái tâm mà đó thì mình đi theo con đường đó. Thứ hai nữa là em tâm đắc nhất là cái chỗ là doanh nghiệp mình nó có 80% giá trị vô hình và 20% giá trị là hữu hình. Thì cái vô hình đó là cái phần sức mạnh của thương hiệu. Thì em cũng băn khoăn là không biết có nên làm thương hiệu sớm hay là trễ. Thì thầy nói một câu là đẻ con ra đặt tên đi, tức là đẻ sản phẩm ra thì cứ làm thương hiệu đi, thì các em sẽ làm sớm làm thương hiệu. Ok chưa? Dạ. Trường hợp gì xảy ra khi mà bây giờ mới đặt tên ra? Em cũng không biết luôn. Ok không? Chắc chắn là không tay gái được luôn. Dạ. Ok không? Dạ. Bây giờ đi tay gái nó hỏi anh tên gì? Anh chưa đặt tên. Anh xong chưa? Các bạn đi ra điều này chưa? Dạ. Đi tay gái cũng được chứ đừng nói làm gì. Ok chưa? Dạ. Nó là đẻ con ra là đặt tên. Quá mạnh vậy đó. Ok chưa? Dạ. Các bạn nào có tay thì từ đó đi ạ. À? Lớn rồi, lớn rồi. Sáng giờ vào được là gì? Chào mọi người, mình là Nguyên, hiện tại giờ mình đang kinh doanh và trang sức bạc giá trị. Bài học mà hồi sáng giờ em tâm đắc nhất đó, đó là khi mà mình làm ra những cái tờ phát tờ rơi hay là những cái gì đó thì mình khi mà mình làm là mình phải chú tâm đến cái vấn đề mà mục tiêu của mình sẽ làm cái gì. Giống như hồi sáng thầy đưa cái tờ quảng cáo đó, thì em cảm nhận là đúng rồi, khi cầm cái tờ giấy đó lên em cảm thấy là có lẽ là cái tờ giấy này là sẽ làm cái gì đó, chứ không có thể nào mà tự nhiên là đưa mà vậy, phải có cái vấn đề gì trong đó. Nhưng mà khi mà cảm nhận được mới đúng, mình đang bị thiếu cái chỗ này, tại vì cái cửa hàng của em kinh doanh đến giờ này nó có đứng yên một chỗ hoài, và trong khi đó em không có chịu marketing ra cho mọi người biết là mình đang bán cái gì, và trong khi đó cái sản phẩm của mình nó là rất là chất lượng, nhưng mà mọi người không biết được là lúc nào mình cũng quan tâm đến giá cả, mà mình không có phải show ra cho mọi người biết là tại sao mình để làm như vậy, thì khi đó cái giá sản phẩm mình nó sẽ cao hơn. Đó nên là khi mà em học cái bài học này thì em cảm thấy là mình nên về và ngày mai phải làm liền. Đúng rồi, làm liền. Ok rồi, cho bạn nào có tay thật lớn. Rất là tuyệt vời. Ok, các bạn sẵn sàng đi tiếp chưa? Sẵn sàng. Ta đâu giờ thẳng lên, cao lên. Xoay qua, ngồi cạnh chúng tôi sẵn sàng đi tiếp. Vâng.